chào các bạn, mời các bạn xem chiếc xà lan rất là khẩm đi vượt biển nha các bạn. Chiếc xà lan này chở khẩm từ đất liền vượt biển đi ra đảo nha các bạn, chở vật liệu xây dựng. Quá trời vậy. Hôm nay sóng rất là dữ. Xà lan này đi ra tới ngoài này là hơi vất vả nha các bạn. Sóng đánh lên tới bon luôn các bạn. Bay lên một mét luôn. Chạy vượt mặt xà lan luôn à. Ôi ở đây có một chiếc này trời. Gì đây? Quá nguy hiểm các bạn ơi. Trời ơi trời, chiếc này nó không né chắc. Đi luôn à quá. Trời ơi trời. Nước nó hút kia mà. Quá nguy hiểm này. Hai chiếc tàu biển nó sắn ở đây chắc nguy hiểm rồi. Hú hồn hú vía nha các bạn. Sóng đánh rồi lái cũng rất là khó. Lạng qua lạng lại. Chiếc tàu biển nhảy sóng nha các bạn. Giờ tới chương trình nhảy sóng rồi. Mấy anh nhỏ nhỏ đâu nhảy dữ lắm.
nhớm sâu các bạn. Xe hay là xe thuyền lên đây là tiêu liền.